Còn nhận người với quà thì sẽ hỏi được là vơ rồi. Đấy. Vơ là như tại một lúc rồi nó loan. Không biết. Nó biết Nó biết nhưng rồi nó loạn như voi trước. yêu ai ép là Đó phải 2-0. 2-0, phù điếc rồi. Anh em cảm thấy cho nó phù chán rồi chê, vẫn chết mà. Ồ chán rồi chê cho nó chết. Vâng, cho Son với bên kia thì Persian chắc là tím. Vâng, khung nhà. Pan khung nhà. Có phù trong, có P, có cung R bắn phù. Cảm giác nó thốn. Thốn lên tân dồn. Vâng, vậy là xong rồi đấy, 2-0 rồi đấy. Thôi kết thúc đi, kết thúc đi. Kết thúc đi. Ban baby và Easy Crack đánh cân kiểu này. Vâng, đây là bài quả đối. Ô, ra đây nó sắp lại. Ô, thì khả năng cao là phải tăng thêm một dân nhỉ. Vâng, cái bài quả đầu kinh quá. Vâng, đáng tiếc lại hơi dốc rách một tí. Vâng, AC Crack đối đầu với Pan Baby. Cần phớ. Đây là bài Pan của Simang. Bãi quả đôi. Còn đây là Alonso. Á già, đã thấy Hiếu đứng kia rồi. Xếp nốt rồi. Vâng, đúng hình chữ V. Hình cánh quạ. 3G. À vâng, anh em cũng phải thông cảm thôi. Vâng, nói gì nói cái kèo solo buổi sáng của Simang cũng không phải là một cái gì đó quá cái gì cả. Vì đơn giản anh em cũng phải để ý là Yugi cũng không phải là một hạng xoàng. Chỉ có điều là anh gọi là lâu, gọi là ít đánh hay như là kiểu là như kiểu như em nghĩ là như anh em hay nói là kiểu già như tu ti bên lớp ấy. Đấy, chứ còn Yugi không phải là một game thủ bình thường. Nó thẳng thế cho nó vuông. Yugi nó có số của má đấy. Vâng, đây ui dồi thôi rồi, đắng thật đi. Vâng, phi con sư tử mà mít mấy cái cuối cùng mình là người làm xuống và cạn lời. Ồ, còn đây là game thủ xi măng báo về đã đủ đồ. Vâng, chỉ báo là đủ thôi chứ không không nói là báo là phải mắc binh. Báo đủ thôi. Chỉ báo mắc binh tí nó có sơ sót gì thì anh em lại bới đâu tìm vết, nguy hiểm lắm. Vâng, hôm nay là ban lổ là hơi bị căng đấy. Từ đầu đến cuối giờ là mình cầm 4 trận ban rồi. Nên mình cầm 4 trận ban rồi. Xô cầm 2 trận. Mang cầm 2 trận. Ờ đúng rồi, 4 trận ban rồi. Chia đều cho hai game thủ. Tiếp tục là một con voi đưa về. Ô, thì hiệu đầu mình khả năng cao nằm chỗ nào ấy nhỉ? Đấy, khả năng xạ ở đây là hiệu đầu này. Ôi, vậy thấy thêm cái gì chưa? Hay là chỉ có từng đây thôi? Tìm thêm cái gì nữa phải ngon lắm. Vâng, nếu bài ban nó đánh như kiểu này thì em nghĩ là chỉ cần cạn cao là đánh tầm 18 dân thôi. Đấy, bóng đen này, bóng đen này. Vâng, phải là không vào dân sâu vào. À, vậy là con yêu lấp vào đây. Và nó phải bỏ mạng. Ôi, 18 dân thôi. Con sư tử kia nó đứng kia ra được một con voi nữa thì là ngon.
Con nhà được cái bà này. Hai con voi, bãi quả kép và bãi thiếu đầu là 5 con. Có số quăng lên cung thôi. AC và Greg, vâng xin chào chào anh Mỹ Tiến Nam nhé. Vâng xin cảm ơn anh rất nhiều. Ôi anh Phạm Phương, quân nó là một vấn đề. Nhưng mà nó còn nhiều cái yếu tố khách quan lắm anh em ạ. Chứ không không thể là quân nó cứ đẹp mà thắng được. Con Pan Baby thì cái con AC kia mà nó bài nó mắc binh thì nó có ngát được con nào đâu anh. Chính xác là 18 nông dân. Vâng, chúng ta đợi xem tình huống mà kích 9 của cái tủ xi măng. Mạnh Hào đi đâu đấy? Vâng, Hào đã sang đây. Sách sọt. Và đúng rồi, Trường Nguyễn nhá, chính là em. Vâng, chính em, Lương Bằng Qua. Vâng, bài này cách đây khoảng tầm chục năm rồi, mười mấy năm rồi. Cái thời mà có audition đấy cơ. Nó giờ cái tầm năm 2006. Vâng, cái thời đấy là cái thời trốn học đánh game của em. Vâng, người ta còn là tuổi thơ dữ dội đấy. Vâng, hồi đấy là đổ không biết bao nhiêu tiền của vào game đấy. Vâng, một thời tung hoành ngang dọc audition. Vâng, nếu mà anh em nào mà sinh năm vào tầm 89, 90, 91, gọi là căng ra khoảng 92 đi. Đấy, khả năng cao là anh em sẽ biết được những cái tựa game như vậy. Vâng, chính em Lương Bằng Quang. Một bài hát rất hay. Ôi dồi, ôi lên ông số phết đấy nhở. Vâng, vậy là mẫu 3 là mẫu 3 là Mạnh Hào là cầm Greg thôi. Đấy rồi, đã bò kín cơ sở làm ăn. À, bài cũng được đấy. Vâng, cứ tưởng là đi đập lô cơ. Ngoài ra bài cũng được. Thôi thì tạm tạm. Thôi, mút tạm một cháu. Ơ, hello. Lên đây xong, xong lạc đà. Kê cấu cái gì cần thiết vào. Rất nhanh tay dừng xi măng. Ngon nhẹ. Ờ, đã lên đây đâu. Thế thì cứ từ từ. Không có gì phải vội cả. Vâng, được nhận 45 thực đến từ xô. Ngon đấy. Bo rồi, khả năng cao là bo rồi. Ôi giời ơi. Lạc nước quỷ thần ơi. Hào vừa mới lên đời xong. Và đây là một tên mà thả lạc đà. Vâng, đi qua không nói gì và bây giờ mới thả vào. Cẩn thận, hai con dân kia luôn vào nó cắm y ấy. À, vào đây làm gì? Vào đây định cắm y sao? Không có mùa xuân đấy đâu. Rồi, ngon nghe. Vâng, chết 6 con lâm dân đến từ Mạnh Hào. Tiếp tục về ra ruộng, 400 gỗ từ cái tủ xi măng. Ra ruộng nào. Vâng, vậy là 3 ruộng xong, lưng bánh xe từ xi măng. Và chúng ta cũng xem với tôi mà tạt chéo này. Lên đối với đấy thì lên thủ 1P rồi chắc. 1P không? Vâng, đi thôi. Cứ đi vào sửa thôi. Tiếp tục đi. Hay lắm. Vâng, Pan vẫn đang có cái lợi thế nhất định của mình ở trong tình huống này. 1L1A. Đi đâu. Úi giời ơi, đi đâu. Tên cung đầu của game thủ Văn Đường đã lở ra rồi. Cẩn thận nha, cái nhà bên lời nó lở chém ra đấy. Sao đây, Vũ Văn Dương. Vâng, nếu mà cảm giác là nó gì quá thì nếu mà anh cảm thấy hơi khó chịu nhỉ. Vâng, quân như này là random mà anh em. Nó có là cái gì đâu. Bãi vàng kìa, xô kìa, để ý kìa. Mang chỉ bãi vàng cho xô lên bắn thôi. À, 1L, 1I, 1P. Tươi đấy, khỏe đó. Ưng lắm. 1L, 1A. Đồng 1L, 2A. Và nằm xuống. Như nào. Dí chưa? Vâng, người ta báo về là xô đang bị dí à. Tham lai là 30 rồi. Không, phải răng cứu,
Kìa, nó bên dưới, nó bên dưới. Tiếp tục xong quân đều nhá. Cơ cấu nhanh đi. Không không mất nhiều dân đâu, chỉ nó mất hơi mất. Nó xanh là xi măng đấy. Cung đò ra đấy. Vâng, Hào thì khả năng không còn gọi là cái đơn vị gì đâu. Hào thì hết cửa rồi. Rồi. Cứ từ từ thôi. Chắc chắn là bây giờ là Mạnh Hào sẽ là người ra đều 1B. Ố. Đâu hàng đâu để xi măng vào. 6 giờ đuổi truy sát. Số quang cơ cấu nhà nhá và ra quân đều nhá. Là được, nâng cấp đầu vàng đến từ game thủ xi măng. Hôm nay đang là 32. Cẩn thận nha, những cái nhà bắn đi, cẩn thận Ino ra nó xiên. Hào nó không còn gì nhiều đâu, Hào nó yếu lắm đâu. Ờ, bắt được, tường này bắt chết. Rồi, xô cơ cấu nhà cửa đi. Ba mươi bốn trên 40. Rồi, ngon rồi, chết sạch từ đấy thôi. Rồi, xô cũng nhiều quân đấy. Hai anh em kết hợp với nhau. Bên trên, xô lên, trời ơi. Vo tròn nó lại và chém, xô đâu. Rồi, bắn nó, thoải mái. Rồi, tiếp tục ra đều hai lò. Đến từ game thủ xí măng. Dường như này là đảm bảo cho anh có thể sóc ra được đường hai lò. Cũng như là một A. Ngon đấy, đảo nhá. Đúng nguyên dốc thủ thôi. Rồi, ngon rồi. Bây giờ mà xô đứng trên dốc thủ thôi. Xí măng bây giờ có tay về đen trai nhà y đi cái đỡ gì đi. À, đen thôi, về đen thôi. Xô mà có vấn đề gì thì bảo xí măng ra cứu cái gì đấy. À, lại để tiếp nhá. Hưởng nhà này điều quân phết nhở. Vâng, hai nhà mình khởi nguyên mà. Hào chết thôi. Cứ quăng ra điều quân thôi. Mình quăng ra điều quân là được. Ơ? Sao thế? Tháp cân mà. Vâng, tháp cân sao đổi bàn đi sai nhỉ? Ồ, thế cũng được, trả để cho hưởng cơ hội cân map đi cả. Chán ông Hào lắm. Không phải tin tưởng vào thằng em một tí đi. Đánh đập chéo tí tin tưởng đồng đội gì cả. Thực sự mà như này, thực sự là...